Xin chào cả nhà, em xin tự giới thiệu, em là Hằng, nhân viên của HX Da Phúc Sen. Ngày hôm nay thì em Hằng sẽ giới thiệu tới mọi người những cái mẫu dao mèo khung vỏ mọi người nhé. Ở đây em đang có vài cái mẫu dao mèo, có cả những cái mẫu mà dáng mới. Hiện tại em đang có một cái cây Parang dáng mới ở đây thôi, DT02ALC. Còn lại thì tất cả những cái mẫu này em cũng đã lên với mọi người khá là nhiều lần rồi. Đây là những cái mẫu đang hot của nhà em, những cái bản dao không vỏ mọi người chuyên sử dụng để đi rừng chặt cây, chặt củi, hoặc là mình có thể sử dụng để chặt gà vịt cả nhà mình nhá. Tất cả những cái mẫu này đều sẽ rèn thủ công từ thêm nhíp xe ô tô. Các bác yên tâm về cái độ sắc bén và độ bền của dao nhá. Nhà em đều có bảo hành 1 năm cho cả nhà mình mọi người nha. Ở đây thì những cái mẫu dao hôm nay em giới thiệu với cả nhà mình sẽ là những cái mẫu dao bản lưỡi dài tầm khoảng 25 cho đến 28 cm, là những cái mẫu dao mèo bản lớn. Thì mọi người mà mình muốn sắm một cây dao mèo, dao đi rừng để mình đi chặt cây, chặt củi thì mình có thể đón chờ cái video của em hôm nay và mình chọn cho mình một cái mẫu dao ưng ý nhất của nhà mình nhé. Bây giờ em sẽ bắt đầu em đi vào giới thiệu từng mẫu cho cả nhà mình luôn nha. Đầu tiên này, em sẽ giới thiệu tới cả nhà mình mẫu dao đi rừng DT02LC. Đó. Bản này của em thì đang có giá là 600.000 mọi người nhé, đang có giá là 600.000 và được free ship. Mẫu này của em nó sẽ là kiểu một cái mẫu cán nó rất là đẹp này. Đó, mọi người sẽ nhìn về cái cán rất là đẹp, nó sẽ có cái độ uốn lượn và độ cong như thế này. Đó, bác nào mà mình thích những cái bản cán cong cong như thế này và mọi người cầm cảm giác sẽ êm tay hơn, đầm tay hơn thì mình chọn cho em cái mẫu là DT02LC này mọi người nhé. Bản này của em cán là cán cầu gỗ cẩm chỉ này, cây này đang lên vân rất là đẹp luôn cả nhà mình nhé. Cây này cán đang lên vân rất là đẹp đây ạ. Hai chốt đinh đồng cho mọi người rất là chắc chắn và bền. Ở đây thì cũng sẽ là khâu đồng đỏ cho cả nhà mình luôn mọi người nha. Con này thực sự cán rất là đẹp. Bản này của em này, nhìn nó sẽ khá là mềm mại. Mọi người nhìn thấy cái phần lưỡi dao sẽ có cái độ uốn cong ở trên cái phần cuối lưỡi như thế này một chút. Nhìn con dao sẽ mềm mại hơn và không quá hầm hố cả nhà mình nhé. Bản dao DT02LC này của em hiện tại lưỡi dao sẽ dài vào khoảng tầm 29 cm. Độ rộng của phần lưỡi rộng nhất sẽ rơi vào khoảng tầm 5,5 cho đến 6 cm và sẽ dày cho em vào khoảng 5 cho đến 6 ly cả nhà mình nhé. Đây, độ dày của sống lưng dao sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 6 ly ạ. Bản này hai mặt đều là trơn cả nhà mình nha. Hai mặt con này đều là trơn ạ. Ở đây thì em sẽ có dập chữ HX Da Phúc Sen này. Đây, có dập chữ HX Da Phúc Sen và có kèm cho cả nhà mình một tem chống giả như thế này. Tem chống giả mọi người có thể check cho em ở phần mềm iCheck, hoặc là mọi người có thể quét mã QR Zalo thì sẽ hiện ra thông tin đơn vị của bên em luôn cả nhà mình nhé. Mẫu này của em này, lưỡi dao này, rèn thủ công từ thêm nhíp xe ô tô nguyên khối. Đó, rất là chắc chắn và sắc bén cho mọi người. Đối với dòng dao nhíp khi sử dụng, các bác chỉ cần rửa sạch và lau khô sau khi mà mọi người sử dụng xong để mình hạn chế cái tình trạng ố vàng hoặc là han rỉ. Còn đối với tất cả những cái mẫu dao đi rừng thì cái tình trạng và ố vàng thì nó sẽ hạn chế hơn dao bếp, bởi vì mình chuyên sử dụng để mình chặt cây, chặt củi nhiều cả nhà mình ạ. Đó, mẫu này thì sẽ nặng cho em rơi vào khoảng tầm 600g cả nhà mình nhóc. Mẫu này sẽ nặng vào khoảng 600g ạ. Bản này là không vỏ. Đó, cái phần lưỡi dao nó sẽ hơi uốn lượn rất là đẹp, chuyên chặt cây, chặt củi. Đối với bản này cả nhà có thể sử dụng để chặt gà vịt cho em này, chặt dừa thoải mái cho em luôn mọi người nhé. Đó, mẫu này đi rừng rất là đẹp luôn ạ. Đây, từng chi tiết nào cũng đẹp và thợ làm thủ công rất là tỉ mỉ. DT02LC. Đó, mẫu này là 600.000 nha mọi người ơi. Mẫu này là 600.000 miễn phí ship toàn quốc ạ. Bác mà ưng mẫu này thì chốt giúp em mã là DT02LC nha mọi người. Bây giờ em sẽ sang cho mọi người mẫu dao thứ hai. Ở đây sẽ là một cây dao Parang cho cả nhà mình mọi người nhé. Ở đây sẽ là một cây dao Parang này. Mẫu Parang thì rất là nổi tiếng của bên em rồi và mọi người cũng thích cái mẫu dao Parang này.
chốt và khâu thì sẽ là đồng thau. Dao này có mã là GT01LC mọi người nhé, GT01LC. Đây sẽ là một cái mẫu dao mèo đi rừng. Bản này cũng sẽ là rèn từ thép nhíp xe ô tô nhưng mà đã có mài trắng ở phần lưỡi dao rồi. Mẫu này của em lưỡi sẽ dài tầm khoảng 29 cho đến 30cm này, rộng vào khoảng 6cm này. Và sẽ dày cho em con này rơi vào khoảng độ tầm 6 ly cả nhà mình nhé. Sẽ dày sống lưng rơi vào khoảng tầm 6 ly. Bản này hai mặt đều trơn cả nhà mình ạ. Hai mặt đều trơn, mài trắng rất là đẹp luôn mọi người nha. Đây không phải là mẫu thép trắng mọi người nhé. Mọi người lưu ý giúp em là con này nó sẽ là thép nhíp mài trắng. Ở đây là thợ đã mài cái phần lưỡi dao đi để mà con dao của mình có thể nhìn trắng và sáng bóng đẹp hơn. Đó, còn chất liệu thì sẽ là thép nhíp. Ở đây thì sẽ có dập chữ HX Dao Phúc Sen như thế này. Và có kèm cho mọi người một cái tem chống giả đầy đủ logo và tem mác cho cả nhà mình luôn. Mẫu này thì sẽ có một cái điểm đặc biệt hơn. Đấy là bản cán cũng sẽ là cán gỗ cầm chỉ như thế này. Chốt và khâu thì cũng sẽ là đồng thau nhưng mà nó sẽ có kèm một cái lá chắn như thế này cho mọi người nhé. Đó, sẽ có kèm một cái lá chắn đồng như thế này cho cả nhà mình luôn ạ. Bác nào mà mình sợ là khi dùng con dao mèo mình sợ trượt tay như thế nào đó thì mình sẽ sắm cho em những cái bản dao mà có lá chắn như thế này rất là chắc chắn. Đó, khi mà mình cầm lên cán, các bác kể cả có cầm lên đến gần cái cán thì đã có cái lá chắn nó giữ lại rồi mọi người nhé. Lá chắn này thứ nhất là đẹp này và thứ hai nữa là cũng giúp cho mình khi sử dụng dao thì an toàn hơn cả nhà mình nha. Mẫu này của em hai mặt đều là trơn, cũng có thể sử dụng để chặt cây, chặt củi này, chặt tre này, chặt gỗ này, mọi người chặt được gà vịt. Đó, mẫu này thì sẽ nặng cho em rơi vào khoảng tầm 600 cho đến 700 gram. Con này em đang cầm khá là đầm tay cả nhà mình nhé, 600 cho đến 700 gram. Mã của em GT01LC, bản này của em thì hiện tại đang có giá là 600 nghìn cả nhà mình nhé. GT01LC 600 nghìn ạ. Theo này, em sẽ lên cho mọi người một cái mẫu dao quắm đi rừng. Mẫu dao quắm này của em thì bán rất là chạy thời gian gần đây luôn mọi người ạ, bởi vì nhìn nó khá là mới lạ, đẹp mắt và mọi người sử dụng cũng rất là đầm tay. Đó. Con này mã của em là QDR nha mọi người ơi. Mã của em là QDR. Đó. Bản này thì mọi người nhìn nó sẽ giống như là một cái cây dao quắm bình thường nhưng mà ở đây này, thợ đã có đục lỗ ở trên cái phần lưỡi dao như thế này, tạo cho con dao của mình có điểm nhấn hơn. Thứ hai nữa là khi mà mọi người sử dụng đi đâu ấy, cái con này mọi người treo bằng cái lỗ nào cũng được luôn mọi người ạ. Rất là gọn và rất là tiện cho cả nhà mình nhá. Đấy, cái phần lưỡi thì sẽ thiết kế giống như là cái cây dao quắm bình thường nhưng mà nó sẽ có đục lỗ ở trên cái phần lưỡi dao như thế này, nhìn rất là đẹp mắt và nhìn mới lạ mọi người ạ. Nếu mà các bác sử dụng thì gần như là nó sẽ không có đụng hàng luôn. Đó, các bác mà sử dụng thì gần như là không có đụng hàng và nhìn ở đâu là biết ngay con dao của mình luôn nha. Vẫn có đầy dập chữ HX Dao Phúc Sen này. Đó, mọi người nhìn này, có dán tem chống giả đầy đủ cho cả nhà mình. Bản này lưỡi dao sẽ dài cho em tầm khoảng 28cm cả nhà mình nhé. Lưỡi dao dài khoảng 28cm. Độ rộng phần lưỡi dao này sẽ rơi vào khoảng tầm 5,5cm cho em. Và mẫu này sẽ dày khoảng 5 ly. Mẫu này sẽ dày khoảng 5 ly cả nhà mình nhé. Bản này thì các bác sử dụng chặt cây này, chặt củi này hoặc là chặt gà vịt vẫn được ạ. Chặt cây, chặt củi và chặt gà vịt vẫn được cả nhà mình nha. Đó, bản này thì các bác chuyên sử dụng để đi rừng thôi. Cán nó sẽ là bản cán gỗ cầm chỉ như thế này và có chốt đinh đồng rất là chắc chắn. Đó, mọi người sẽ nhìn thấy ở đây em đang có 4 chốt đinh đồng rất là chắc chắn nha. Và bản này nó sẽ đặc biệt hơn là cán sẽ là cán ốp phung tang. Đó, những cái bản mà em vừa lên với mọi người nó sẽ là cái bản cán tra, còn bản này là cán ốp phung tang, nó chạy xuôi dọc đến đây luôn. Phần cán rất là đẹp mọi người ạ. Mã QDR
DDLC cả nhà mình nhé. Mẫu này hiện tại đang có giá là 520.000. Bản này của em lưỡi dao sẽ dài khoảng 27 cho đến 28 cm, độ rộng khoảng 6 cm và sẽ có độ dày sống lưng khoảng tầm 6 ly. Đó, sẽ có dập chữ HX da phúc sen và có kèm một tem chống giả như thế này. Bản cán sẽ là cán gỗ cầm chỉ, chốt 2 đinh đồng như thế này cho em. Phần này của mình cái khâu sẽ là khâu đồng đỏ cả nhà mình nhé. Và sẽ có điểm nhấn ở cái phần khâu dao này một chút, rất là đẹp ạ. Hai mặt dao đều trơn. Ở trên cái phần mặt lưỡi dao của em này, mọi người nhìn thấy nó sẽ có những cái điểm có thể là rỗ rỗ một chút. Thì cái này là do khi mà mình rèn thủ công thì sẽ có vết một chút thôi mọi người nhé, chứ nó không thể nhẵn hết được. Đó, chứ không phải là vết gì đâu. Đây là vết đập rèn, vết đập búa rèn của thợ khi mà thợ đập lên cái phần lưỡi dao thôi cả nhà mình nhé. Mẫu này 520.000. Bản này của em thì chỉ nặng rơi vào khoảng tầm 500g thôi. Và mẫu này thì mình sử dụng chặt cây, chặt củi này, phát quang này. Mình cũng có thể chặt được gà vịt chín hoặc là lọc thịt cá, rau củ của em thì vẫn được nha mọi người ơi. 520.000, mã là M28DDLC ạ. Tiếp theo này, em sẽ lên cho mọi người một cái mẫu dao mèo mới ra mắt của nhà em. Mẫu mới ra mắt này của em có mã là DT02ALC. Bản này thì cái phần lưỡi nó sẽ ngắn hơn thôi mọi người ạ. Phần lưỡi con này chỉ dài tầm khoảng 25 cm thôi, độ rộng khoảng 6,5 cm, 6 cho đến 6,5 cm phần rộng nhất. Và con này sẽ là dày cho em khoảng tầm 4 ly. Đó, dày khoảng 4 ly thôi nha mọi người ơi. Bản này sẽ là một cái bản parang mẫu nhỏ hơn một chút, dáng nó cũng sẽ tương tự như là parang. Đó, mẫu này thì sẽ có một cái điểm đặc biệt hơn là sẽ có lá chắn đồng mọi người nhé. Sẽ có lá chắn đồng, cán sẽ là cán gỗ cầm chỉ như thế này này, chốt 2 đinh đồng cho em. Và ở đây sẽ có kèm cho mọi người một cái lá chắn đồng, một cái lá chắn đồng. Và nghe giá của con này là sốc giật mình luôn cả nhà mình nhá. Một cái mẫu dao mèo size 25 chuyên sử dụng đi rừng, chặt cây, chặt củi. Mình có thể chặt được gà vịt chín, lọc, thái, hoa quả. Đấy, thái thịt cũng vẫn ok. Bản này giá cho mọi người ngày hôm nay 399.000. 399.000 miễn phí ship toàn quốc cho các bác nha mọi người ơi. Đó, một cái mẫu dao mèo 25 thực sự rất đáng để mua luôn mọi người nhá. Mã là DT02ALC. Đó, con này chỉ nặng cho em rơi vào khoảng tầm 450 cho đến 500g ạ. Giá là 399.000 miễn phí ship toàn quốc. Vừa rồi thì em đã lên cho mọi người 6 cái mẫu dao mèo đang rất là hot ở bên em rồi. Bác nào mình ưng mẫu nào thì mình có thể để lại bình luận, hoặc là mình nhắn cho em này, gọi điện cho em qua số 0987 240 733. Các bác nhớ là bấm follow kênh và bật thông báo để mình có thể đón chờ những cái video mới nhất của HX da phúc sen cả nhà mình nhé. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video lần sau.